Dạ bạch sư, gần đây con xem video trên TikTok có một vị nói rằng không nên tin Tam Tạng Kinh Điển 100% mà chỉ là tương đối chính xác nhất với lời dạy của Đức Phật vì đã trải qua ngàn năm rồi, mà chỉ cần chú ý đến nội dung tinh túy như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ vân vân. Kính mong sư giải thích thêm có cần tin 100% hay không, và nếu phải tin tuyệt đối thì mình nên có tác ý như thế nào? Dạ, clip con muốn nói trên kênh của sư Minh Giải đăng tải một vị khác, con không cố ý công kích bất kỳ ai, con kính tri ân sư. Thứ nhất á, là khi mình nói mình không tin kinh điển 100% thì phải dẫn chứng. Nói cái gì cũng phải dẫn chứng. Bây giờ quý vị nói quý vị không tin kinh thì phải dẫn chứng. Bây giờ tôi không tin ở cái chỗ nào có vấn đề. Nhớ nha, chứ còn mình nói khơi khơi như vậy á thì nó rất là oan mạng. À, pháp luật á là người ta nói là chứng cứ là phải chính xác chứ không có nói chung chung. Mình nói chuyện với nhau phải có chứng cứ, phải có chính xác. Thí dụ như bây giờ tôi không tin kinh Phật 100% thì phải chỉ cái không tới 100% đó nằm trong bài kinh nào mà tôi không tin. À. Rồi cái thứ hai á, là cái chuyện không tin đó là không tin cái gì? Không tin bản Pali hay là không tin bản dịch? Nếu chúng ta không tin bản dịch thì nói nó hơi kỳ nhưng mà nó có cơ sở. Tại vì dù sao đi nữa, cái việc chuyển ngữ từ một cái ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác không cách chi chuyển ngữ được 100%. Cho nên là đúng là không thể nào mà 100% mà dựa theo bản dịch được. Nhưng nếu như vậy, nếu như chúng ta muốn 100% thì phải học Pali ạ, phải học giỏi ạ. Còn không thì xài bản dịch vẫn được. Tại vì dù sao đi nữa, sư nói này, mặc dù đúng là bản dịch không thể chuyển ngữ được 100%, nhưng đối với hầu hết Phật tử đủ xài nha, đủ xài. Còn với những vị mà nghiên cứu kinh tạng á, thì chúng ta cần đào sâu hơn về lớp ý nghĩa trong chú giải. Và đó là lý do mà sư cho dịch chú giải. Và vì vậy khi mà giảng dạy lại các bài kinh, sư sẽ căn cứ theo chú giải để chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của bài kinh đó. Tức là học kinh là phải căn cứ chánh tạng và chú giải. Cho nên tóm gọn lại, nói không tin thì phải có dẫn chứng, chứ còn nói khơi khơi thì nó kỳ lắm ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.